màu nắng hả? À, hiện tại gọi là màu nắng đi. À, thì ở đây có cái ảnh được xử lý sơ qua và đây là ảnh sau khi được blend. Thì này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà ra cái bước tương tự thế này ha. Rồi, mình sẽ tắt nó đi và mở lại cái ảnh gốc. À, cứ coi như là chúng ta có cái file JPEG đi, à, không xử lý qua RAW gì hết ha. Đầu tiên là cái stop này nó cảm thấy nó hơi tối, sẽ làm cho nó sáng đi. Này, cho nó sáng lên chút xíu. Mình sẽ Ctrl J nhân đôi nó lên và để chế độ là screen, sau đó giảm opacity đi chút xíu cho nó vừa lại. Rồi, nâng contrast lên chút đi, Ctrl J lên lần nữa và đổi nó sang soft light, và tự động nó sẽ nhấn cho chúng ta những cái màu để mà dìm nó xuống. Thì có thể coi nó giống như là cảm giác về contrast vậy. Nâng nó lên thấy chưa đủ lắm. Rồi, tạm thời xong đi. Rồi, mình sẽ gom hết cái này lại, Ctrl Shift E gom hết lại. Rồi, mình sẽ tạo một cái, bắt đầu mình sẽ tạo hiệu ứng ha. Thì đầu tiên là tạo một lớp gradient map đi, gradient map, và ai chọn trắng đen đi, và các bạn click vào cái mũi tên dưới này, click vào nó sẽ cho cái bảng này, và tại đây mình sẽ chọn một cái màu cho vùng shadow và một cái màu cho vùng highlight, nó sáng sáng chút xíu. Rồi, click ok. Sắp lại được. Rồi, tiếp theo là tạo thêm một lớp, tạo thêm cái bóng, giống như là kiểu một cái chùm sáng mà tạm gọi là cái chóa, gọi là cái gì ta, cái flare đi, cái flare. Rồi, mình sẽ để nó là radial, và các bạn click chuột này, các bạn click chuột kéo thả nó về khu phía góc này. Rồi, cái vùng màu này các bạn sẽ chọn cái màu bất kỳ nào các bạn thích, nhưng mà theo mình thì mình sẽ chọn những cái màu như thế này, hơi nhẹ chút xíu thì ok, và cả phía dưới này nữa. Và cái scale này tăng ra để mở rộng cái độ phủ màu của cái này. Rồi, khá ổn. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ color blend nó lại, bởi vì nãy giờ mình đang tác động vào cái vùng màu đỏ hơi bị nhiều. À, cái vùng màu nóng hơi bị nhiều, không phải, xin lỗi, không phải màu đỏ, màu nóng. À, ở đây cụ thể nó là màu vàng, nhưng mà theo mình thì mỗi lần mình blend hay là cái gì đó thì luôn mình sẽ cân bằng cái khu vực màu nóng là màu lạnh lại, do đó là mình muốn cái vùng shadow nó có một chút lạnh. Mình sẽ tăng màu xanh lên chút xíu ở cái vùng shadow, cyan, và vùng highlight thì mình sẽ để nó màu phiêu màu vàng lên, và thêm chút màu đỏ vào cho ra hiệu ứng tương đối kem một chút xíu, không phải vàng. Rồi,
Mid tone thôi, cho nó qua màu xanh chút xíu đi để cân bằng lại. Rồi, cái này ok. Đây là trước và sau khi chúng ta color blend nó lại ha. Nó có khu vực màu lạnh, có khu vực màu nóng thì nó sẽ điều hòa lại. Và tiếp theo bước cuối cùng là tạo flare, tạo cái ánh nắng á. Vì đang chụp chúng ta tạo một cái cảm giác như đang chụp ngược nắng chẳng hạn. Rồi, chúng ta sẽ bấm Ctrl Alt Shift E và tạo một cái layer mới bao gồm tất cả những cái layer phía dưới. Và các bạn vào Filter, Render và Lens Flare. Và các bạn sẽ đưa nó lên cao trên này chút xíu. Để đây đi. Bởi vì mình muốn thấy được cái này. Lý do thì mình sẽ nói sau. Nên chút xíu rồi click OK. Rồi, tại đây mình có thể thấy được cái vòng này với những cái vòng tròn ánh sáng nhỏ phía trên. Thì mình sẽ không để như thế này mà mình sẽ tạo một cái layer mới. Ctrl Shift N và click OK. Ở đây các bạn fill màu đen lên, bấm Alt Delete là nó sẽ tự động fill bằng cái màu foreground này lên ha. Và các bạn bấm Filter và chọn cái dòng đầu tiên, hoặc là bấm Ctrl F cho nó nhanh. Ở đây nó sẽ tự động add lại cái filter mà gần nhất chúng ta đã xài, mà cụ thể ở đây là lens flare. Rồi, chọn qua là screen, cái blending mode đây ha. Chọn qua screen và di chuyển đó. Quên, bỏ cái layer này đi. Đấy, Ctrl T và kéo nó rộng ra chút xíu để thấy cái flare nó đẹp hơn. Rồi, click OK. Mà đây mình thấy cái flare nó đang hơi phá màu. Mình sẽ tạo một cái lớp Hue Saturation và để cho nó là Create Clipping Mask, nghĩa là cái này nó sẽ chỉ tác động vào cái vùng cái layer bên dưới nó thôi, còn những cái layer bên dưới nữa thì nó sẽ không. Bấm chuột phải ở đây ha, chọn Create Clipping Mask và ở trong cái bảng Hue Saturation này các bạn click vào Colorize, sau đó chọn những cái màu mà các bạn muốn hue này, cho nó tới màu đỏ, màu vàng, hơi màu cam này, và đẩy cái màu lên nếu các bạn muốn nó ém, nó có chút màu cam. Để nó mức này đi. Rồi, cái này OK. Ôi, sao mất ra. Rồi, đây giảm opacity xuống chút xíu. Rồi, vậy là xong. Cơ bản đã xong một cái tutorial lên màu tỏa nắng, tạm thời gọi như vậy. Mình sẽ share cái PSD của cái hình này ngay phía dưới phần mô tả, các bạn có thể tải về để tham khảo thử ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem cái tour này và có thể các bạn sẽ like và share giúp mình ha. Xin cảm ơn.